Các em thân mến, bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một dạng toán mà phải đi xác định các phần tử của mạch điện khi nó nằm trong một cái hộp kín và được gọi tạm gọi là cái hộp đen. Cho nên là bài học ngày hôm nay chúng ta có cái tựa đề là bài toán hộp đen, tức là đi xác định các phần tử trong một cái hộp kín gọi là hộp đen. Vậy mục tiêu của bài học ngày hôm nay là thứ nhất, chúng ta phải xác định được phần tử nào mắc trong cái hộp kín đó, tức là trong cái hộp đen đó. Mục tiêu thứ hai, chúng ta phải tính được các đại lượng cần thiết trong cái mạch điện khi mà có hộp đen. Phần nội dung của bài học có 3 phần. Thứ nhất, thầy sẽ tóm tắt lý thuyết. Thứ hai là thầy sẽ trình bày một số ví dụ minh họa. Và thứ ba là thầy đề nghị các em tự giải một số bài tập. Thứ nhất, thầy đi vào phần tóm tắt lý thuyết. Về mặt phương pháp giải bài toán mà có hộp đen thì chúng ta phải có một cái hướng duy nhất thôi, đó là căn cứ vào các dữ liệu của đề bài, dữ kiện của đề bài, chúng ta suy ra các phần tử có trong hộp đen. Đấy là cái phương pháp. Mà muốn suy ra được thì chúng ta phải lưu ý một số vấn đề sau đây. Thứ nhất, các em phải nắm vững quan hệ về pha giữa U và Y của các phần tử cơ bản trong cái mạch điện xoay chiều. Cụ thể là UR thì luôn cùng pha với Y, UL thì luôn sớm pha hơn Y, B/2, UC thì luôn trễ pha hơn Y, B/2. Cái lưu ý thứ hai, nếu trong hộp đen mà có tụ điện C thì không có dòng điện một chiều đi qua. Đấy là cái điểm nhấn và kiến thức này lớp 11 các em đã được làm quen. Thầy nhắc lại, nếu trong hộp kín mà có tụ điện thì chắc chắn sẽ không có dòng điện một chiều đi qua. Lưu ý thứ ba, chúng ta có thể giả thiết tạm để suy ra các phần tử có hay là không có trong hộp đen. Ví dụ em có thể giả thiết là trong mạch này có R hoặc là L gì đó. Nếu như vậy thì nó dẫn tới điều gì? Có mâu thuẫn với giả thiết của đề bài hay không? Cái phương pháp đó gọi là giả thiết tạm hay là phản chứng cũng được. Như vậy là cái phần lý thuyết thầy sẽ tóm tắt đôi nét như vậy. Bây giờ thầy sẽ trình bày các ví dụ minh họa. Ví dụ thứ nhất, một đoạn mạch không phân nhánh nằm trong một hộp kín. Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức là U bằng 200 căn 2 cốt của 100 BT đơn vị là V, thì cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức là Y bằng 2 căn 2 cốt của 100 BT cộng B/2 đơn vị là ampere. Vậy trong hộp kín có cái gì? Đề bài cho một cái đoạn mạch nằm trong một cái hộp kín, hộp kín này có gì chúng ta phải đi xác định. Nếu chúng ta đặt vào hai đầu cái đoạn mạch đó một cái điện áp xoay chiều có biểu thức là 200 căn 2 cốt của 100 BT V thì dòng điện qua mạch có biểu thức là 2 căn 2 cốt của 100 BT đơn vị là ampere. Vậy đáp án thứ nhất, đề bài cho 4 đáp án thì chúng ta phải xem đáp án nào là hợp lý. Đoạn mạch X chỉ có L thuần cảm. Đáp án thứ hai, X chỉ có C. Đáp án thứ ba, X chỉ có C hoặc có C và L nhưng mà ZC nó phải bé hơn ZL. Đáp án thứ tư, chỉ có C hoặc có C và L mà ZC nó lớn hơn ZL. Vậy thì cái nào là phù hợp? Thì phương pháp giải chúng ta làm như sau. Chúng ta căn cứ vào dữ kiện của đề bài. Thì dữ kiện duy nhất của đề bài cho U biểu thức U và Y mà các em để ý là về pha, thì đây là pha của Y, cái này là pha của U. Như vậy căn cứ vào hai cái pha đó thì ta có Y sớm pha B/2 so với U. Y sớm pha so với U thì chắc chắn là nó phải có tính dung kháng. Mạch có tính dung kháng. Mạch có tính dung kháng thì chắc chắn phải có C. Cho nên đáp án A là chúng ta loại đi ngay. Vậy thì đáp án B phù hợp không? Đây là Y nè. Đấy. UAB chậm hơn, trễ pha hơn. Trễ pha hơn là U nè. Như vậy U mà hướng theo hướng này thì một là nó chỉ có C thôi thì phù hợp, hoặc cũng có thể có C và có L. Nhưng mà nếu có C và L thì chú ý này, cái UL nó phải nhỏ hơn, UL phải nhỏ hơn, UC phải lớn hơn. Thì khi chúng ta cộng UC với UL lại sẽ ra U hai đầu mạch hướng theo UC. Như vậy
Đáp án ở đây một là mạch chỉ có C, hoặc mạch có C và L nhưng cái ZC phải lớn hơn ZL là phù hợp. Vậy thì trong bốn đáp án này, đáp án B chính xác nhưng mà chưa đầy đủ, đáp án D là đầy đủ, phù hợp bởi vì nó chứa đựng luôn câu B, cho nên các em chọn đáp án của bài toán này là câu D, tức là mạch chỉ có tụ C hoặc có thể có C và L nhưng mà L, ZC nó phải lớn hơn ZL. Đấy là ví dụ thứ nhất. Chúng ta qua ví dụ thứ hai. Mắt nối tiếp điện trở thuần R lớn với đoạn mạch X tạo thành đoạn mạch AB như hình vẽ. Biết X chỉ chứa 2 trong 3 phần tử điện trở R lớn, cuộn dây, tụ điện. Nếu đặt vào hai đầu AB, điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là UAB bằng 100V thì điện áp hiệu dụng UR bằng 80 và UX là 60. Vậy X chứa cái gì đây? Chúng ta có bốn đáp án. Thứ nhất là R và cuộn dây thuần cảm. Thứ hai, R và tụ điện. Thứ ba, cuộn dây không thuần cảm và tụ điện. Thứ tư, cuộn dây thuần cảm và tụ điện. Các em tóm tắt đề bài như sau. Cho mạch điện như hình vẽ, gồm có R bên ngoài và một cái đoạn mạch có một cái hộp kín, hộp đen X. X chứa 2 trong 3 phần tử R, cuộn dây và C. Cuộn dây này có thể có L, có R nhỏ hoặc không. Như vậy X có R thì bên ngoài này có R, thầy đặt thêm R bên ngoài là R0 đi. Như vậy cái UR đề bài cho rồi, UR0 đi là 80, UX là bằng 60 và UAB là 100. Tức là dữ kiện đề bài cho như vậy. Vậy X chứa cái gì đây? Thứ nhất, R và cuộn dây thuần cảm. Trường hợp thứ hai, điện trở R và tụ điện C. Trường hợp thứ ba, cuộn dây không thuần cảm và tụ điện C. Và trường hợp thứ tư, cuộn dây thuần cảm và tụ điện C. Đáp án nào là đúng? Bây giờ chúng ta sẽ giải bài toán này như sau. Chúng ta căn cứ vào số liệu đề bài cho. Thì các em chú ý, những cái giá trị đề bài cho đó là UAB, UR0, UX, mà số liệu đây là 180 và 60. Đấy là những con số rất là đặc biệt. Để hình dung thì chúng ta nên vẽ cái dạng đồ vector như sau. Đây là Y nè. Thì UR0 chắc chắn phải cùng pha với Y, cho nên là đây là UR0. Đề bài cho con số 80. UAB là 100 và UX là 60. Như vậy thì chúng ta sẽ có cái gì? 60, 80 mà bình phương thì nó ra tổng bình phương của 60, 80 chính ra 100 bình phương. Cho nên là chúng ta suy ra là UR0 với lại UX phải vuông pha với nhau. Vì sao như vậy? Thì ta có thể chứng minh như thế này. Thì ta có nè. Trên sơ đồ mạch điện thì U hai đầu AB, vector UAB chính là bằng U của R0 cộng với U của thằng X. Bởi vì em nhìn trên sơ đồ thì đây là cái điểm phải đặt điểm M đấy. Thì rõ ràng UR0 chính là UAM. Còn UX chính là UMB, tổng hai vector này chính là UAB. Chúng ta có thể bình phương hai vế là UAB. Bình phương sẽ bằng, đây em bình phương hai vế này. Em khai triển hạng thức này ra, em có UR0 bình phương cộng A bình cộng B bình là UX bình phương cộng hai lần tích, sẽ khai triển đúng hạng đẳng thức nha. Hai lần tích của A nhân với B. A là vector UR0, B là vector UX. Rồi, bây giờ số liệu đề bài cho rồi, em có là 100 bình phương bằng UR0 chính là 80, UX là 60 cộng 2 lần vector UR0 nhân với vector UX. Như vậy dễ dàng, chúng ta đơn giản đi hết, 80, 60 bình chính là 100 bình phương. Vậy tích số UR0 nhân với vector UX
phải bằng 0. Điều này chứng tỏ vector UX phải vuông góc với vector UR0. Hay nói cách khác là gì? Điện áp hai đầu phân tử X phải vuông pha với dòng điện Y. URX mà vuông pha với Y, à Y đây, như vậy có thể URX hướng lên. À, mà nếu UX hướng lên thì dễ dàng chúng ta suy ra X chứa L, hoặc có thể chứa C nữa và N, L nữa, nhưng mà ZL phải lớn hơn ZC. À, như vậy thì ở đây là một là chứa L, hai là chứa L với C. Nếu chứa L với C thì ZL phải lớn hơn ZC. Như vậy thì đề bài nói X chứa hai phân tử, như vậy thì không thể nào chỉ có L không, mà một là L, hai là C. À, cũng có thể UX hướng xuống. À, UX hướng xuống, bởi vì nó vuông pha thì có thể nhanh pha hoặc trễ pha. Như khi UX hướng xuống thì là chứa C, hoặc là chứa L với C và ZC lớn hơn. Đề bài nói là mặt chứa hai trong ba phần tử, như vậy là chắc chắn phải chứa L với C rồi. L với C và L phải thuần cảm. Còn nếu L không thuần cảm thì cái vector UX nó phải xiên một góc như thế này. Đấy. Cho nên phân tích như vậy thì chúng ta suy ra mặt điện của chúng ta phải chứa L và C. Có hai khả năng L và C, tức là đáp án của chúng ta chính là câu D. Một là chứa L, hai là chứa, một là có L và C, và L có thể lớn hơn ZL, có thể lớn hơn ZC, hoặc là ZL nhỏ ZC, tức là nó rơi vào một là đi lên, hai đi xuống thôi. Tóm lại, đáp án của bài toán của chúng ta chính là đáp án D. Cuộn dây của chúng ta là, xin lỗi, cái đoạn mặt X của chúng ta là có cuộn dây thuần cảm và có tụ điện. Như vậy thì thầy kết thúc cái ví dụ thứ hai ở đây. Chúng ta qua ví dụ thứ ba. Cho đoạn mạch như hình vẽ, trong đó R là 90 ohm, C bằng 10 mũ trừ 3 chia 9 pi farad. X là đoạn mạch gồm 2 trong 3 phần tử R0, L0, C0, mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu AB điện áp xoay chiều ổn định thì UAM có biểu thức là 180 nhân với căn 2 sin của 100 BT trừ pi nhân 2, đơn vị là mol. Và UMB có biểu thức là 60 căn 2 sin 100 BT, đơn vị là vôn. Đoạn mạch X chứa cái gì? Chúng ta có 4 đáp án. Thứ nhất là chứa R0 và L0. Thứ hai, X chứa R0 và C0. Thứ ba, X chứa C0 và L0. Thứ tư, X chứa R0, L0 hoặc là R0, C0. Các em tóm tắt đề bài như sau. Đề bài cho mặt điện gồm có R, tụ điện C và một cái hộp kín gọi là X, mắc nối tiếp. Cho R, cho C, cho UAB là không đổi, UAB là ổn định, một cái điện áp xoay chiều ổn định, thì người ta xác định được UAM có biểu thức rồi, UMB cũng có biểu thức rồi. Hỏi X chứa 2 trong 3 phần tử nào. Thế vậy chúng ta giải bài này như sau. Các em chú ý cái biểu thức điện áp người ta cho là UAM và UMB. Đấy. Mà hai cái biểu thức này thì nó lật pha nhau là pi nhân 2. Các em có thể vẽ cái dạng đồ như sau. Ở đây ta có nè, UAB đó thì bằng UAM cộng với UMB. Như vậy tôi sẽ vẽ dạng đồ như sau. Vector Y nằm ngang. UR cùng pha với Y. UC trễ pha hơn Y. Là pi nhân 2. Chúng ta vẽ được hai cái phần tử R với C. Bây giờ nếu R chúng ta cộng với C lại hai vector này, UR cộng UC, thì chúng ta sẽ được, đây chính là điện áp UAM.
Đề bài cho UAM và UMB thì chúng ta nhìn vô biểu thức này. UAM là trừ đi pi trên 2, còn UMB không có pha ban đầu. Như vậy em suy ra là UAM nó trễ pha pi trên 2 so với UMB. Như vậy khi em có được cái UAM rồi thì em vẽ cái vector UMB bằng cách là em vẽ vuông góc như thế này. Đó. Ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ có được cái vector UMB và cái góc ở đây là góc vuông. Như vậy khi mà cái vector UMB chúng ta vẽ được như thế này thì dễ dàng chúng ta suy ra là chắc chắn cái vector này phải nằm trên cái vector y. Như vậy từ dạng đồ ta suy ra U của đoạn MB nó sớm pha so với y. U của MB sớm pha so với y. Như vậy chúng ta suy ra cái đoạn MB chính là hộp x có tính cái đoạn mạch x nó phải chứa, nó phải có tính cảm kháng, mà có tính cảm kháng thì nó phải chứa R với là L. Như vậy chúng ta xác định được nó phải chứa hai cái phần tử R0 và L0. Đáp án của bài toán của chúng ta là câu A. X phải chứa R0 và L0 thì lúc đó điện áp UX sẽ sớm pha hơn so với y, tức là mạch có tính cảm kháng. Còn nếu câu B thì nó phải có tính dung kháng. Câu C thì cũng có thể có tính cảm kháng nhưng mà góc lệch pha phải là góc pi trên 2, không thể nào là một cái góc nhỏ hơn pi trên 2 được. Đây cái góc phi của nó, phi này, phi MB này nó phải nhỏ hơn pi trên 2. Cho nên là câu C không phù hợp. Còn câu D thì sao? R0 L0 thì đúng, nhưng mà R0 C0 là không hợp lý, cho nên là đáp án của chúng ta không thể nào chọn câu D được mà chỉ có đáp án A là phù hợp. Như vậy, kết quả cuối cùng chính là câu A. Và phải kết thúc ví dụ thứ 3 đây. Chúng ta qua ví dụ thứ 4. Một hộp kín chứa 2/3 phần tử điện trở cuộn cảm thuần và tụ điện ghép nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu hộp kín, điện áp không đổi 30V thì dòng điện qua hộp kín là 2.5A. Khi mắc nối tiếp hộp kín với một tụ điện có điện dung C rồi mắc đoạn mạch đó vào nguồn điện áp xoay chiều thì độ lệch pha giữa điện áp tức thời ở hai đầu hộp kín và hai đầu tụ điện là 150 độ. Tổng trở của hộp kín khi đó bằng, chúng ta có 4 đáp án. Câu A là 24 ohm, câu B là 24 căn 2 ohm và câu C là 12 căn 2 ohm và câu D là 12 căn 3 ohm. Chúng ta tiến hành giải như sau. Thứ nhất, khi mắc hộp kín vào nguồn điện không đổi, nguồn điện một chiều thì chúng ta thấy có dòng điện đi qua cái hộp kín này thì chúng ta suy ra chắc chắn cái hộp kín không có C, bởi vì nếu có C là không có dòng. Vì khi mắc cái hộp X vào nguồn không đổi, mà có dòng Y bằng 2.5A, cho nên X không có C. X mà không có C thì suy ra X chứa R và L. Đấy là ta xác định được các phần tử mắc ở trong X rồi. Mà chúng ta có ngay R sẽ bằng U chia Y, bởi vì khi mắc với nguồn điện không đổi thì L không có tác dụng cảm kháng, thì chúng ta có công thức R bằng U chia Y. U đây là 30, Y đây là 2.5. Các em tính ra sẽ được là 12 ohm. R là 12 ohm. Bây giờ khi mắc vào nguồn xoay chiều thì chúng ta sẽ vẽ cái dạng đồ vector như sau. Chúng ta có dạng đồ vector như sau. Thầy vẽ qua đây cho nó rộng rãi.
Đây là vector y. Rồi, tôi đã xác định được x là có r và l rồi. Như vậy tôi vẽ đây là ur. À, đây là ul. Hai cái u này mà chúng ta cộng lại thì chúng ta có đây là u của x. UC thì chúng ta vẽ xuống dưới. UC. Và đề bài cho biết là u của x và UC lệch pha với nhau là 150 độ. Các em sẽ có góc 150 độ là góc này. Vậy thì em suy ra góc ở phía trên. Lấy 150 độ trừ đi 90 thì các em có 60 độ. Đây chính là phi của x là 60 độ. Phi của x là 60 độ. Vậy thì nhìn vô cái giản đồ này thì chúng ta có là gì? Cos phi đi. Cos phi bằng R chia Z. Như vậy cos phi của x sẽ bằng R chia cho Z của cái thằng x. Vậy muốn tìm Z của thằng x, em lấy R em chia cho cos của phi x, tức là cos của 60 độ. R chúng ta tìm đó là 12, chia cho cos của 60 độ là 1/2, thì chúng ta sẽ có 24 ô. Như vậy chúng ta tìm được tổng trở của cái hộp x khi mà mắc vào nguồn xoay chiều là 24 ô. Như vậy đáp án của bài toán của chúng ta chính là câu A, tổng trở của x là 24 ô. Chúng ta qua ví dụ thứ 5, là ví dụ cuối cùng của bài học ngày hôm nay. Đây là một câu trong đề thi tuyển sinh đại học năm 2012. Đặt điện áp U nhỏ bằng 400 cốt 100 bt, đưa U tính bằng volt và T tính bằng dây vào hai đầu đoạn mạch AB gồm một điện trở thuần 50 ohm mắc nối tiếp với một đoạn mạch X như hình vẽ. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch là 2A. Biết thời điểm T, ở thời điểm T thì điện áp tức thời giữa hai đầu AB có giá trị là 400V. Ở thời điểm T cộng thêm 1/400 giây thì cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch là bằng 0 và đang giảm. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch X là, chúng ta có 4 đáp án. Câu A là 400W, câu B là 100W, câu C là 160W và câu D là 200W. Chúng ta tóm tắt đề bài như sau. Đề bài cho đoạn mạch gồm có R nối tiếp với một cái hộp không biết cái gì hết, rồi đoạn mạch X. Trong đó người ta không nói X nó chứa cái gì, người ta không nói và cũng không yêu cầu chúng ta đi xác định X chứa cái gì. Đề bài cho R cho điện áp và hai đầu mạch UAB đó, đây có thể viết rõ là UAB cho là 400 cốt 100 bt, đơn vị là volt. Dòng điện qua mạch là 2A và ở thời điểm T thì cái điện áp U này là 400V. Thời điểm T cộng thêm 1/400 giây thì cái dòng điện Y sẽ bằng 0 và đang giảm. Đề bài hỏi công suất tiêu thụ của đoạn mạch X. Chúng ta có 4 đáp án: 400, 100, 160 và 200. Bây giờ chúng ta tiến hành giải bài này. Đây là một bài toán rất khó. Có thể nếu chúng ta không làm đúng hướng, có thể đi một dẫn tới nó cứ lòng vòng mà không tìm ra đường đi. Cái khó của bài toán ở chỗ này là người ta cho ở thời điểm T lại cho U, nhưng mà thời điểm T cộng thêm 1/400 giây thì lại không cho U mà lại cho Y. Vậy thì ta phải xét cái mối quan hệ giữa U với Y. Trước hết là các em tính là UR thì bằng Y nhân với R. Chúng ta nhậm ra là Y là 2 x 50 là 100V. U hai đầu mạch là bằng U0 chia căn 2 là 400, mình chia cho căn 2 đi thì còn là 2 căn 2, 200 nhân với căn 2. Vâng. Sau đó căn cứ vào dạng đồ, chúng ta sẽ áp dụng các cái định lý hàm sin hàm cos
trong cái dạng đồ vector này. Ở đây chúng ta thấy có một cái tam giác, trong đó cạnh thứ nhất biết rồi, cạnh thứ hai biết rồi, góc xen giữa hai cạnh đó chúng ta biết luôn rồi. Như vậy chắc chắn chúng ta sẽ tìm được cái cạnh thứ ba là cái cạnh ux. Như vậy ta có u của x mà bình phương thì bằng, tức là dùng định lý hàm cos, bình phương cạnh này thì bằng tổng bình phương hai cạnh còn lại, tức là bằng u bình phương cộng ur bình phương rồi trừ đi hai lần tích của hai thằng đó, nên mới cos của góc xen giữa là cos của bi trên 4. Các em thế số vào, u lớn biết rồi, u lớn chúng ta biết tức là bao nhiêu, 200 căn 2 bình phương, ur là 100 bình phương, trừ cho 2 nhân với 200 căn 2 nhân với 100 nhân với cos của bi tư là căn 2 chia 2. Như vậy chúng ta sẽ tìm được ux bằng, các em chú ý cách chúng ta tính nè. Nếu có máy tính có thể các em tính cũng được, nhưng mà đây thầy chỉ cho cách chúng ta có thể không xài máy tính chúng ta vẫn phải tính ra con số rất là đẹp. Ở đây con số 200 này em viết là 100 nhân 2. Vì khi chúng ta bình phương lên thì 2 bình phương là 4. Con số 2 bình phương lên là nhân 2 nữa là 8. Như vậy 8 nhân với 100 bình phương, trừ cho 100 bình phương. Ở đây tương tự như vậy, căn 2 nhân căn 2 là 2, đơn giản đi mất rồi, thì đây còn là 2 nhân với 100 bình phương, nhân với số 2 nữa đây sẽ là số 4. Thầy nói lại nha, con số 200 này em biết là 2 nhân với 100, bình phương của con số 2 là số 4, căn 2 bình phương là 2, 4 nhân 2 là 8. Như vậy tôi có 8 nhân với 100 bình phương cộng với 100 bình phương, trừ cho ở đây 200 này, tôi biết là 2 nhân với 100, 2 nhân 2 là 4, 4 nhân với 100 bình phương nè, căn 2 nhân căn 2 đơn giản đi mất rồi. Như vậy chúng ta sẽ rút gọn nè, 8 cộng 1 là 9, 9 trừ 4 là 5, 5 nhân với 100 bình phương. Như vậy chúng ta tìm được ux chính là 100 nhân với căn 5, đơn vị là volt. Sau khi tìm được ux rồi thì chúng ta phải tìm cái gì nữa? Các em chú ý, đề bài hỏi công suất của đoạn mạch x. Như vậy công suất p của thằng x thì bằng u y cos phi. U này là u của thằng x, y là dòng điện trong mạch có rồi, cos phi này cos phi của thằng x. Đi tìm cos phi x thì dùng cái định lý hàm cos, hoặc là chúng ta dùng cái phương trình sau đây. Đã có u bình u vector thì bằng u của r cộng với u của thằng x. Rồi ta bình phương hai vế này lên thì chúng ta sẽ có là u bình phương bằng ur bình phương cộng ux bình phương cộng hai lần tích của hai cái vector này nhân nhau, mà hai vector nhân nhau thì bằng hai cái độ lớn nhân với nhau là nhân với cos của góc xen giữa hàng đó là cos của phi x. Như vậy chúng ta sẽ tìm được cos phi x bằng u bình phương trừ ur bình phương trừ ux bình phương chia cho hai lần ur ux. Các em chỉ việc thế số vào đây thôi. U của chúng ta là 200 căn 2 bình phương, ur là 100 bình phương, và ux chúng ta vừa mới tìm ra là 100 căn 5. Rồi, chúng ta tính như sau. Tương tự như hồi nãy phương pháp làm, là chúng ta viết là 2 nhân với 100 bình phương lên thì chúng ta sẽ có 8 100 bình phương, nạnh con 100 bình phương, nạnh con 100 bình phương.
dưới có 100 thương đơn giản rồi. Như vậy số hạng thứ nhất còn số 8, số hạng thứ hai còn số 1, số hạng thứ ba là căn 5 bình phương lên là con số 5, dưới mẫu còn số 2 nhân với căn 5. 8 trừ 1 trừ 5 tức là 8 trừ đi 6, 8 trừ đi 6 còn 2, 2 chia 2 dưới thì còn 1 chia căn 5. Rồi, như vậy công suất của hộp X là P của X sẽ bằng UX nhân với Y nhân với cos phi của X. UX chúng ta tìm ra là 100 nhân với căn 5, Y là 2 ampere, cos phi của X là 1 chia cho căn 5. Kết quả căn 5 với căn 5 mất đi, còn 200W. Đáp án công suất của cái hộp X, của cái đoạn mạch X chính là 200W. Và dễ dàng chúng ta sẽ chọn được đáp án của bài toán của chúng ta. Đấy là câu D, 200W. Như vậy chúng ta thấy đây là một ví dụ rất khó, tức là một câu trong đề thi tuyển sinh năm 2012, rất khó. Cái phương pháp làm, chúng ta chú ý căn cứ vào dữ kiện của đề bài, chúng ta phải biểu diễn ra được trên cái giản đồ vector này. Trên giản đồ vector này thì chúng ta có UR, có U hai đầu mạch, có UX. Vấn đề khó nhất là chúng ta phải xác định được cái góc lệch pha giữa U với Y, rồi chúng ta giải cái tam giác này ra. Như vậy thì thầy đã trình bày xong cái ví dụ thứ 5 và cũng là ví dụ cuối cùng của bài học ngày hôm nay. Để trước khi kết thúc bài học thì thầy nhấn mạnh một số các cái kiến thức các em cần lưu ý. Thứ nhất, muốn giải được bài toán mà có cái hộp đen thì các em phải nắm vững quan hệ về pha giữa U và Y của các phần tử cơ bản. Thứ hai, nếu trong hộp đen mà có tụ C thì không có dòng điện một chiều đi qua. Thứ ba, có thể giả thiết tạm. Ví dụ, chúng ta có thể giả thiết là mạch có cuộn cảm thuần hay là không thuần gì đó để chúng ta suy ra các phần tử có trong hộp đen. Ví dụ tôi giả sử mạch có cuộn cảm là thuần cảm thì sao? Nó dẫn tới cái điều gì mâu thuẫn với giả thiết hay không? Nếu mà mâu thuẫn với giả thiết thì chứng tỏ cái điều giả thiết của chúng, giả sử chúng ta là sai. Đấy là cái phương pháp mà chúng ta làm. Hẹn gặp lại các em vào bài học ngày hôm sau. Thân ái chào các em.